Xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay thì em có những cái giò lan Koki cũng như là Quế Kiều nhạn, rồi là những cái tác phẩm thân thòng rất là to ạ. Em mời các bác mình đón xem và ủng hộ nhà vườn nhé. Các bác anh chị mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số 0977 ạ 842 981 để được mua hàng các bác nhé. Và em xin phép mở đầu live với các bác, đó là bằng một cái chậu kiều mỡ gà đó, rất là đẹp. Trước màn hình là một chậu mỡ gà hàng chuẩn hoa Tết, và em chia sẻ các bác mã này là bằng 400.000 một chậu ạ. Và tiếp theo đó là một chậu quế trắng của Hòa Bình nguyên bản nhé. Đối với cái mã này thì bình thường em bán sale bằng 1,2 triệu, tại vì trong những ngày tới thì em có công chuyện bận, nhà có công việc, nên là chắc chắn là em sẽ nghỉ từ 5 đến 7 ngày, nên các bác mình mua hàng thì gọi là hôm nay xã thanh lý. Chia sẻ các bác một cái chậu quế Hòa Bình mã số Q1, hôm nay sale cho cả nhà mình giá là bằng 680.000 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đó là một cái chậu Koki siêu hoa. Đây là một cái chậu Koki top cái dòng siêu hoa và rất là đẹp. Ở những cái live thì có thể có những bác mình đã mua được những cái chậu gọi là siêu nhiều vòi, và hôm nay nó cũng chỉ còn lại một vài mã, thì em chia sẻ các bác cái mã số E12 nhé. Một chậu Koki siêu hoa các bác ạ. Thì cái mã này của em có giá là 350, nhưng hôm nay xả nốt cho cả nhà mình với giá là bằng 300.000 ạ. Nhìn chung là lá thì nó hơi cháy các bác ạ, này cháy này. Đấy. Nó ăn nắng nó cháy tự nhiên, nhưng các bác nhìn cái thân chất lá rất là khỏe. Và chia sẻ các bác bằng 300.000 một chậu ạ. Và trước màn hình của em thì em mời các bác ngắm, đó là một cái chậu hoàng nhạn A3. Đây là cái top đơn thân hoa ngũ đỉnh, không kém gì nhạn tháng 8 các bác nhé. Bông của nó còn xuất sắc hơn đấy ạ. Và chia sẻ các bác một siêu phẩm nhạn A3 nhé. Cây hoàng nhạn A3 các bác này. Đấy, khuôn của nó là hoa xanh cốm mặt bông ngũ đỉnh. Đấy, em chia sẻ các bác cái mã số 3 này với giá là bằng 1.450.000 ạ. 1.450.000 các bác nhé. Cái siêu phẩm này mã số 3, đó là hoàng nhạn A3 các bác nhé. 1.450.000. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một cái cây đơn thân ạ. Đơn thân mã số 1 ạ, với giá bằng 580.000 ạ. Đây là hoàng nhạn A3 đơn thân nhé, mã số 1 bằng 580 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu hoàng nhạn Gia Lai. Đây là nhạn Gia Lai tháng 8 các bác nhé, nhạn Gia Lai tháng 8. Và đối với những cái chậu này thì bảo hành mặt hoa chính chủ cho các bác, tại vì chậu này của em nó khuyết mất một cái lá này. Và chia sẻ các bác mã số là E5 với giá là bằng 1.500.000 ạ. 1.500.000 cho hoàng nhạn Gia Lai tháng 8 nhé cả nhà mình nhé. Và tiếp theo là cái mã số E21. Nhạn tháng 8 Gia Lai mẹ bồng hai con đều đang nụ, và chất của cái giò này nó là cả một cái siêu phẩm mẹ bồng con một gốc đang nụ nhé. Đây các bác ạ, nụ này. Các bác thấy vòi hoa cũng khá là dài rồi đấy ạ. Đây, đây vòi hoa cũng rất là dài rồi nha anh chị mình nhá. Đây mẹ này. Nhạn Gia Lai tháng 8 thì em chia sẻ các bác cái mã số E21 với giá là bằng 2.500.000 ạ. Cái mã này nó là mã mẹ bồng con một gốc, và cái tác phẩm của nó là một cái lũa nghiến đằng sau nhé. Và em mời các bác ngắm thêm một cái giò Koki có mã số là A26 ạ, mị bồng con ạ, rất là đẹp. Chia sẻ các bác mình mã này là bằng 300.000 một chậu ạ. 300.000 một chậu, mã số là A26 nhá, A26. Và tiếp theo thì là một chậu Koki siêu hoa nữa các bác này, đang nụ này. Cái mã này thì các bác chốt cho em là cái mã số 1B ạ, 1B cả nhà mình nhá. Chậu 2 cây các bác này. Đấy, và em chia sẻ các bác mã số 1B này với giá là bằng 350.000 ạ. B1 nhá, 350 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm này, đây là cái mã số là A7 ạ. Nó cũng hơi bị cháy lá các nhá, A7 này. Nếu các bác nhìn chất nó không đẹp thì không bao giờ cái bản lá căng như thế này đúng không ạ, và nó bị cháy này. Chia sẻ các bác cái mã số A7 ạ, bằng 280.000 ạ. Cây đây thì cũng đẹp, các đứt một cái lá là đang bồng con các bác nhá. 280.000 mã số là A7 ạ. Và tiếp theo cái mã này mã siêu phẩm A6 quá này, A6 này, chất này. Đấy, A6 thì là cây mít xếp nhá. Trời ơi các bác ngắm cây mít xếp nó đỉnh này. Và cái cây này của em thì cũng mít xếp mà nó bị cháy mất một tí góc lá đấy các bác nhá. Đấy. Mã này A6 á, chia sẻ các bác bằng 400.000 ạ. Trời ơi lá nhựa là gân các bác nhá. Này bản này bản là gân là nhựa này. 400k cho mã số là A6 á. Và tiếp theo là cái mã số A2 ạ. Em mời cả nhà mình ngắm nhé. A2 thì phải nói chất của cái giò này cũng khá là đẹp. Mã này là mã số A1 các bác. A1 em xin lỗi này. A1 này.
A1 cũng đang nụ nhá, cây phải nói là phá quá đẹp các bác ạ, đang có vòi hoa và nó cũng bị cháy một góc lá này các bác này. Dạ A1 thì em chia sẻ các bác cái mã này là bằng 320 nhá, 320 các bác ạ. Hôm nay là còn có vài chậu này thôi. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài rồi các bác ạ. Các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại để được mua hàng, có thể hoặc kết nối Zalo nhá. Và em mời các bác ngắm một cái combo cả bệt, cả năm cánh trắng, cả mắt đỏ. Cái combo này em xả cho cả nhà mình 160.000 các bác ạ. Nó toàn bộ là hàng chậu mĩa to nhá. Này. 160.000 ba chậu các bác ạ. Đây là em bóc chậu đây. Cho các bác 160 ạ. Và tiếp theo thì có một chậu quế tím mã số là S6 ạ. Em xả các bác 400.000 một chậu ạ. Đấy S6 nhá, nó là dòng quế tím đơn thân rất là thơm. Và chia sẻ các bác 400. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm những cái cực phẩm. Đây. Đây là cả những cái tác phẩm mà may mắn các bác nào mà xem được cái video của em thôi, thực sự là cả một cái siêu phẩm, những cái giò lan khủng bố. Thực sự là bây giờ đi sưu tầm là cũng không có sưu tầm được các bác ạ. Và dinh được những cái giò lan siêu phẩm này, nói chung là cả, nhìn chung là các bác mình mua một giò là chơi cả đời ấy. Đây cả là một cái những cái tác phẩm tiềm năng khủng nhá. Và em mời các bác ngắm trước màn hình thì nó là một cái chậu siêu bệt ạ. Và nó là cái dòng bệt bệt toàn phần các bác nhá, bệt toàn phần, bệt nhung. Em mời các bác ngắm một cái giò bệt nhung khủng. Đây. Mời các bác ngắm lại cái khuôn hoa của bệt nhung này, cánh của nó là viền hồng môi tuyết nha, lưỡi bệt toàn phần. Em chia sẻ các bác một cái giò này, một cái giò bệt nhung này với giá là bằng 1 triệu ạ. Đây. Hiện tại thì tương lai cái giò lan này thì chắc chắn là không dưới 50 thân hoa rồi các bác ạ. Đây 1 triệu nhá. Đây các bác ơi, chưa kể là những cái kỳ này, thân mẹ nó ra kỳ này. Này. Quá trời đất luôn, các bác về cắt kỳ mình ươm gieo buộc lên cây hoặc ký lên cây hoặc cắt lên chậu đều được nhé cả nhà mình. Đây đằng sau kỳ vẫn còn rất là nhiều luôn. Đấy chia sẻ các bác một cái chậu bệt khủng với giá là bằng, các bác chốt là siêu bệt nhé, bệt khủng với giá là bằng 1 triệu. Và tiếp theo thì em mời các bác một ngắm một cái giò cánh bầu này. Đây, trước màn hình nó là một cái siêu phẩm cánh bầu nhé. Một chậu sen cánh mai các bác ạ. Đây. Cánh bầu này rất là đẹp. Các bác mình sưu tầm thì nhấc máy liên hệ cho em nhé. Đây em mời các bác ngắm. Rồi. Các bác nhìn cánh bầu môi tuyết đẹp, cánh bay 24 giờ nhé. Phải nói cái vòm môi tuyết của nó rất là đẹp, mắt phân thủy rất là sắc. Em mời các bác ngắm. Đấy một giò cánh bầu mai, hay là các bác chốt là sen cánh mai cho nó đẹp. À cho nó dễ, sen cánh mai nhé. Và em chia sẻ các bác siêu phẩm này với giá là bằng 980.000 các bác ạ. 980.000 một chậu sen cánh mai nhé. Một chậu sen cánh mai. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò lan, phải nói là đây ạ. Đây cả một cái siêu phẩm mà các bác ơi, dinh một giò là chơi cả đời nhá. Quanh năm các bác ạ, một nói chung là một mùa thì ngắm thân lá khủng và một mùa cả nhà mình chơi hoa. Và đây các bác ạ. Đây, em mời các bác ngắm những cái thân hoa này của nó, hiện tại là hôm rồi nó đã nở tầm 55 đến 60 thân hoa rồi. Tức là cái giò này thì tiềm năng này chắc chắn là nó cũng không dưới 60 đến 70 thân hoa. Và em mời các bác ngắm siêu phẩm. Đây là một giò ám của Hòa Bình, quốc dân, dễ hoa, nhiều hoa. Chắc chắn là bây giờ các bác mà mình cần một cái tác phẩm khủng như thế này trên thị trường chắc chắn là cũng hầu như không còn. Tại vì các bác đã chia sẻ mà bác nào đã chơi những cái tác phẩm mà mọi người như ngày xưa ấy thì các bác còn phải dè dặt mua từng những cái kỳ. Nhưng thực sự là giờ lan rẻ, các bác mua một chậu lan đấy, mình chơi cả một đời đấy, con cháu hưởng. Và chia sẻ các bác cái siêu phẩm này với giá là bằng 1.580.000 ạ. Em mời các bác ngắm lại khuôn hoa của ám Hòa Bình nhá. Đây gọi là top siêu hoa. Đấy. Em mời cả nhà mình gọi là mãi đỉnh luôn ạ. 1.580.000 nhá các bác. Siêu phẩm à, ám Hòa Bình khủng nhá. 1.580.000 các bác ạ. Đây độc nhất vô nhị miền Bắc. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm lại một cái chậu mắt đỏ Sơn La. Đây ạ. Đây, chia sẻ cả nhà mình một chậu mắt đỏ Sơn La nhá. Đây các bác ơi. Đây một cái dòng mà khuôn hoa khá đẹp, hiện tại thì cũng mầm gốc nhiều lắm ạ. Nói chung là tương lai của những cái giò này thì chắc chắn nó cũng từ 35 đến 50 thân hoa các bác ạ. Chắc chắn là cũng từ 35 đến 50 thân hoa. Và em mời các bác ngắm này. Cánh hoa phân thủy rất là đẹp. Đấy. Chia sẻ các bác một chậu mắt đỏ Sơn La với giá là bằng 860.000 ạ. Dạ 860 cho cái chậu mắt đỏ Sơn La các bác nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm cái cực phẩm nữa, đó là một chậu cánh bầu đại.
Đây, hiện tại thì chắc chắn là cũng không dưới 50 thân rồi. Và những cái thân hoa nó ra phải nói rất chi là nhiều các bác nhé. Đây là một chậu cánh bầu đại ạ, mắt đỏ ạ. Đây, em mời các bác ngắm lại cái khuôn hoa của cánh bầu đại này. Trời ơi, nó chất các bác ạ, đẹp. Và chia sẻ các bác cái siêu phẩm này ạ. Đó, các bác anh chị mình ở sưu tầm Trấn Vườn thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em nhá. Chia sẻ các bác cái siêu phẩm này với giá là bằng 1 triệu 380 nghìn ạ. 1 triệu 380 nghìn các bác nhá. Giá thị trường chắc chắn là không dưới 2 triệu rưỡi rồi. Đấy, các bác ạ. Rồi. Siêu là khủng, 1 triệu 380 ạ. À, và tiếp theo thì em ngắm, mời các bác ngắm một chậu kiều tím của vùng miền Thanh Hóa khủng, kiều tím Thanh Hóa. Đấy, lá mít nhá, một giò kiều lá mít. Rồi, bao chất các bác ạ. Rồi. Bác ơi, không đếm xuể thân tơ đâu và nó khủng như thế nào ạ. Em mời các bác ngắm. Siêu phẩm kiều tím Thanh Hóa lá mít ạ. Ở thân tơ hiện tại là nhiều lắm các bác, em không đếm xuể được mà nó là thân thủ nhá. Hiếm khi mà có những cái giò lá mít xếp thân thủ như thế này ạ. À, dạ em chia sẻ cả nhà mình một cái giò tác phẩm kiều tím Thanh Hóa lá mít có mã số là K1 ạ. Dạ chia sẻ mã số K1 VIP với giá là bằng 6 triệu 980 nghìn ạ. 6 triệu 980 nghìn các bác nhá. Mã số cho em là K1. Đó. Đây các bác ơi, cả một cái siêu phẩm mà giá thị trường chắc chắn là không dưới 15 củ rồi. Đó, đối với dòng này các bác vẫn phải đếm theo thân nha. Đấy, trong những ngày tới thì em sẽ bận công việc nên là các bác mình sưu tầm thì nhấc máy liên hệ trực tiếp cho em gái. Và cái siêu phẩm mã thứ hai đó là mã số K2 thì vẫn là một giò kiều tím của Thanh Hóa lá mít. Đây. Bác nhìn chất của lá mít nó đẹp này. Đấy, và em chia sẻ các bác cái siêu phẩm này với giá là bằng 2 triệu 860 nghìn ạ. 2 triệu 860 nghìn các bác nhá, mã số là K2. Và tiếp theo là một giò kiều tím Yên Bái ạ. Em chia sẻ cả nhà mình mã này là bằng 1 triệu 250 nghìn ạ. Dạ, một chậu mít sen ban mai ạ. Chia sẻ các bác có đúng một chậu này, 380 nghìn ạ. Dạ, tiếp theo em mời các bác một chậu mít địch quả, ám địch quả. Lá nhựa đẹp này, 380 nghìn này. Một chậu sọc phát tài 400 nghìn một chậu ạ. Dạ, tiếp theo thì em mời các bác ngắm một siêu phẩm quế nguyên bản ạ. Đây, em mời cả nhà mình ngắm nhá. Đây, trước màn hình là một giò quế nguyên bản của Hòa Bình nhá. Đấy, một mẹ bồng ba con. Đó, dáng đứng có, dáng móc câu có ạ. Nhìn chung cái giò này thì nó được cả, được toàn phần các bác ạ. Đấy, dáng móc câu này, dáng đứng cũng có và phải nói là siêu hoa nhá. Cái mã số là A11, quế nguyên bản của Hòa Bình siêu hoa nhá. Khá là nhiều vòi các bác. Đấy, thân dưới này 4 vòi này. Đây các bác ơi, bản to nhá của quế Hòa Bình, chất quá VIP luôn các bác. Một siêu phẩm quế nguyên bản của Hòa Bình nhá, một mị bồng ba con. Chia sẻ các bác mã số là A11 với giá là bằng 2 triệu 500 nghìn ạ. 2 triệu 500 nghìn mã số là A11 cho em các bác nhá. A11 cho em ạ, quế nguyên bản ạ. 2 triệu 500 nghìn mã số siêu hoa nhá. Và em mời các bác ngắm mã số A50 là một giò quế Hòa Bình khủng nhá. A50 các bác nhá, A50 này, quế Hòa Bình siêu hoa nhá. Đó, chia sẻ các bác mã này là bằng 3 triệu 200 nghìn ạ. Các bác ơi, này, siêu là nhiều nụ hoa luôn. 3 triệu 2 các bác nhá, 3 triệu 2 cho siêu phẩm quế Hòa Bình mã số là A50 ạ. Con này chỉ bị cháy đúng một tí lá các bác nhá. Quế Hòa Bình cho mã số A50 khủng nhá. Đó, sale cả nhà mình mã này là bằng 3 triệu 200 nghìn ạ. 3 triệu 2 cho cái mã số là A50 quế khủng Hòa Bình nhá. Quế khủng Hòa Bình các bác ạ, A50. Trời ơi các bác, mấy chục vòi hoa đấy, em không đếm là cái giò này mấy chục vòi, rất là nhiều vòi luôn ạ. Đó, 3 triệu 200 nghìn cho mã số là A50 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm này. Đây, trước màn hình thì nó là một cái chậu tím Hà Tây này. Em xả cho cả nhà mình bằng 550 nghìn một chậu ạ. Dạ, một chậu quế trắng đơn thân ạ. Mã số là C1 ạ, là bằng 260 nghìn ạ. Dạ, mã số C2 ạ, một chậu quế đơn thân có mã này là 350 nghìn ạ, C2 ạ. Và trước màn hình là một chậu cửu long cao phong các bác ạ. Đây, cái top nhiều hoa, rễ hoa và sai hoa các bác ạ, cửu long này. Đấy, cửu long siêu hoa các bác ạ. Và chia sẻ các bác mã này là mã số 1 cửu long cao phong ạ. 480 nghìn mã số 1 ạ. Và mã số 2 thì chia sẻ các bác bằng 380 nghìn ạ. Và em mời các bác ngắm một chậu cô ki hoa đỏ ạ. Đây, cô ki đỏ siêu hoa các bác này.
Đấy, đỉnh cái dòng này siêu hoa, vòng hoa rất là to. Mã số 3 chia sẻ các bác bằng 1 triệu ạ. Dạ mã số 1 chia sẻ cả nhà mình bằng 300 nghìn các nhé. Tại vì còn có một cây đơn, mã này 2 cây, em tách cho khách một cây rồi. 300 nghìn cho mã số 1 các nhé, mã số 1. Đấy. Dạ các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp đến số hotline bên em đã ghim trên bài rồi các bác ạ. Và trước màn hình của em thì là một cái sợi dề tam bảo sắc Điện Biên nhé. Đây, cái này là dáng nguyên một dề ạ. Tam bảo sắc Điện Biên chia sẻ các bác cái siêu phẩm này là bằng 680.000 các bác nhé. Trời ơi các bác ơi, đây là nó là dòng lá xếp chân dép ngọn nó quay lại các bác này. Tại vì em không có người nhâng ấy. Đấy, ra hoa ra quả rất là nhiều luôn. 680.000 cho tam bảo sắc Điện Biên nguyên một dề các bác nhé. Cái này là cả một dề nguyên bản đấy. 680.000 ạ. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một chậu cát cổ. Chia sẻ các bác cũng bằng 680.000 các bác nhé. 680.000 cát cổ này. Đang có mèo hoa đấy các bác ạ. Nụ này, mèo các bác này đang đi mèo nhá. 680. Và em có duy nhất một ngọn tam bảo sắc hoa trắng chuẩn hàng rừng này. Hoa trắng tinh đột biến các bác nhá. Giò này vẫn còn mặt hoa đấy các bác. Này. Mị bồng hai con, bữa rồi nắng qua cháy xém khô các bác này. Và chia sẻ các bác mã này 600.000 nữa, mị bồng hai con nhá, chuẩn hàng rừng. Đấy, bảo hành hoa chính chủ chuẩn hàng rừng và em mời các bác ngắm một siêu phẩm quế trắng khủng. Có mã số là A10 ạ. Đây ạ, em mời các bác ngắm cái siêu phẩm quế Hòa Bình nhá. Một cái dề mà mẹ bồng con thì không đếm xuể được các bác ạ. Siêu to vật vã. Đây ạ, giá thị trường thì chắc chắn là không dưới 5 triệu 8 đến 6 triệu rưỡi rồi. Dạ em gái chia sẻ các bác cái mã này với giá là bằng 3 triệu ạ. 3 triệu cho một siêu phẩm quế Hòa Bình ạ. Hàng khủng nhá. Mã số là A10 ạ. Đấy, cái giò này thì nó đi nụ sau một chút các bác ạ. Và có những giò thì thực tế nó đã đi nụ rồi. Có những giò thì đến tầm tháng 10, tháng 10 rưỡi là vẫn còn hoa nhé. Tại vì những dề này nó là đi nụ sau ấy. 3 triệu, mã số là A10 ạ. Và tiếp theo thì em ngắm mời các bác ngắm một giò quế siêu hoa của Hòa Bình. Đây. Mã số A6 nhé. Quế trắng Hòa Bình siêu nụ hoa đây ạ. À, đối với cái giò này hiện tại thì cũng được 21 vòi hoa. Đây các bác, dáng đúng một dề nguyên bản nhé. 21 vòi hoa của một dề quế Hòa Bình. Chi chít nụ ạ, A6 ạ. A6 quế Hòa Bình siêu hoa nhé, em mời các bác ngắm này. Đó chi chít nụ chưa ạ? Đó tổng là 21 vòi hoa các bác ơi, đây. Đây vẫn đang đi nụ này, chưa kể là vẫn còn đi nụ nữa nhé. Thân này cũng chuẩn bị nụ này. Đó thân đây cũng chuẩn bị nụ cho em mẹ bồng con ạ. A6 ạ, chia sẻ các bác một dề quế Hòa Bình siêu hoa. Đó, chia sẻ cả nhà mình với giá là bằng 2.680.000 ạ. 2.680.000 cho mã số là A6 các nhá. A6 ạ. A6 bằng 2.680.000 ạ. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một giò Hoàng Tam Bảo ạ. Đây. Đối với cái giò này thì các bác ơi bản lá to không kém gì quế trắng nhá. Hoàng Tam Bảo mã số là T2 ạ. Đó, chia sẻ các bác cái siêu phẩm T2 này với giá là bằng 860.000 ạ. Giò này thì bình thường em bán 1.6 triệu. Hôm nay xả các bác bằng 860.000 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một chậu quế Thanh Hóa, quế trắng tháng 8 ạ. Đó, chia sẻ các bác mã này là bằng 550.000 ạ. Rồi trước màn hình thì em chia sẻ các bác đó là một chậu đai châu có hồng cánh sen và đỏ ớt ạ. Đó, chia sẻ các bác mã này là bằng 680.000 một chậu ạ. Siêu to và đẹp nhá. 680.000 ạ. Và tiếp theo em mời các bác ngắm một giò Hoàng Tam Bảo mã số T3. Đây cả nhà mình ơi. Đó siêu phẩm nhá. Hoàng Tam Bảo T3 siêu to khổng lồ. Và chia sẻ đến các bác nhà mình cái mã này với giá là bằng Hoàng Tam Bảo. Chia sẻ các bác giò khủng này với giá là bằng 1.280.000 ạ. 1.280.000 các bác nhé. Đây là cái dòng Hoàng Tam Bảo hoa đỏ. Đấy, hoa của nó vàng hồng đỏ các bác ạ. Nói chung là khuôn hoa rất là đỉnh. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số 0977 842 981 cho em các bác nhé. Đây một cái dề Hoàng Tam Bảo rất là chất. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy gọi điện trực tiếp đến số bên em đã ghim trên bài rồi ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một dề Coqui tác phẩm nguyên bản ạ. Đây Coqui xưa nguyên bản các bác nhé. Đây. Cả những cái siêu phẩm Coqui tác phẩm. À, chia sẻ đến các bác nhà mình một cái dề này hôm nay cắt lỗ các bác này. Đây hàng nguyên bản một dề mẹ bồng ha. Tức là một dề hai thân mẹ bồng 7 thân con các bác ạ. Đấy. Một dề hai thân mẹ bồng 7 thân con và em chia sẻ các bác cái siêu phẩm này hôm nay cắt lỗ cho cả nhà mình. Đó, giá thị trường thì chắc chắn là không dưới 6 triệu 8 đến 8 triệu rồi.
Hôm nay xả cho các bác mã này là bằng 3 triệu 680 nghìn ạ. Cô kỳ nguyên bản nhé, bản lá thì chắc chắn là 8 sen hơn. Đấy, thậm chí là nuôi các bác đạt thì nó sẽ tới tầm 10 sen, 11 sen nhé. Đấy. Giờ này em sưu tầm nên là bác này đã cắt cả cần hoa để dưỡng cây là các bác đủ biết chất rồi. Người ta hy sinh cả một mùa hoa đấy các bác. Đấy, vẫn còn sót một vòi hoa nó vẫn lên này. Đấy. Đó, hai mẹ bồng 7 con nhá. Đó, chia sẻ các bác bằng 3 triệu 680. Cô kỳ nguyên bản nhé. Cô kỳ nguyên bản các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm cái siêu phẩm cẩm báo nguyên bản đấy. Đó, trước màn hình là một cái rể cẩm báo nguyên bản tác phẩm. Đây, bác nào dinh trấn thủ vườn thì các bác chốt cái rể nguyên bản này cho em, phải nói chất bao đẹp. Chất bao đẹp các bác ạ. Cẩm báo nguyên bản nhá, chia sẻ cả nhà mình cái rể tác phẩm với giá là bằng 1 triệu 480 nghìn các bác ạ. 1 triệu 480 nghìn cho siêu phẩm cẩm báo nguyên rể nhá. Đây. Cả một rể tác phẩm 1 triệu 480 ạ. Cẩm báo thì nó là cái top hoa độc lạ, nó rất là đẹp các bác ạ. 1 triệu 480 nghìn. Và tiếp theo thì em gái mời các bác ngắm một cái siêu phẩm, đó là một giò quế của Hòa Bình siêu xếp rụt rịt. Đấy, chắc chắn là bác nhìn những bản quế rụt rịt như thế này này. Đấy, thị trường chắc chắn là không có những cái giò siêu rụt rịt thứ hai đâu, thực sự luôn. Và em chia sẻ các bác cái siêu phẩm mã số là V2. Đó, V2 quế rụt của Hòa Bình ạ. Chia sẻ các bác mã này là bằng 3 triệu 580 nghìn ạ. 3 triệu 580 nghìn các bác nhé. Mã số của em là V2 quế rụt nguyên bản Hòa Bình nhé. 3 triệu 580 nghìn. Giò này cũng đi nụ sau các bác ạ. Bây giờ em mới thấy hiện tượng là nứt nụ thôi. Đó, 3 triệu 580 nghìn. Và tiếp theo thì em gái mời các bác ngắm những cái combo của Denso này. Đây. Denso thì có Denso hoa hồng đỏ này, chớp hồng chớp tím. Xả các bác mã này thôi, xả các bác 268.000 ba chậu nhé. Gọi là thanh lý đấy các bác, bình thường em đã bán 283.000 một chậu rồi. Đấy, combo cả ba chậu. Đấy, xả cho cả nhà mình 268.000. Đó, thanh lý các bác một cái chậu bệt ngọc tâm này, cánh bay 24 giờ này, 450.000 này. Một chậu hoàng tam bảo này, 250.000 này. Một chậu 5 cánh trắng đôi mắt lây cu này, thanh lý bằng 480 nghìn này. Một chậu bệt huyền diệu 480 nghìn ạ. Duy nhất một chậu lâm sung, bệt lâm sung này 380 nghìn em thanh lý này. Đấy. Rồi các bác anh chị mình mua hàng thì nhấc máy liên hệ trực tiếp qua số Zalo kết nối để được mua hàng các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ. Đấy, ngoài ra top chí Huế vị vàng các bác gọi điện trực tiếp cho em. Đây là giá dọn vườn em thanh lý mọi người nhé. Đồng giá bằng 800 nghìn một chậu. Đấy các bác, chí Huế vị vàng. Đấy, mặc dù các bác tham khảo trên hội kiếm thì chắc chắn là không dưới 750 800 nghìn một thân. Gọi là giá em thanh lý nhá. Đấy, một chậu bệt kỳ hoa này 480 nghìn các bác ạ. Đó, các bác anh chị mình mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho em để được mua hàng các bác nhé. Mua những cái mã lan đẹp mà em chia sẻ đến các bác trên cái video ngày hôm nay thì còn rất là nhiều những mã lan đẹp nữa. Hy vọng mọi người chia sẻ ủng hộ nhà vườn ạ. Đấy, và em chia sẻ các bác một cái chậu bệt như nguyệt này 480 nghìn này. Không, cái mã này để các bác 399. Đây, gấu trúc giả các bác bằng 680.000, gọi là mã thanh lý nhé. Mã thanh lý. Rồi, em xin cảm ơn tất cả các bác ạ. À, em quên mất có một cái chậu bảo duy này, nó một gốc nó cũng đẹp, thanh lý các bác 480 nhé, 480. Đấy, rất là nhiều những mã lan đẹp. À, em xin cảm ơn tất cả các bác đã đón xem và ủng hộ nhà vườn nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, lan đẹp quế kiều nguyên bản. Những cái siêu phẩm khủng ạ. Anh chị mình nhấc máy để được mua những mã lan rừng đẹp nhé. Em gái xin kính chào các bác.